Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày đây sẽ đến mau mà thôi. Không xa vời nữa đâu, vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Bá Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khu nhà biệt thự tại đường Hà Giáp quận 12 nha. Một khu nhà biệt thự cực kỳ sang chảnh. Nằm trên con đường số của trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lợi Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện với trường Cao đẳng Điện lực nha. Cách quận Gò Vấp khoảng tầm 2 km thôi. Và khu nhà mình là một khu nhà biệt lập, một khu nhà biệt thự cực kỳ đẳng cấp, có cổng chung. Khu nhà này đã ở hết rồi, chúng ta còn 2 căn trong này. 2 căn nhà đang được giao bán nha. Một căn là 5 tỷ 250 và một căn là 5 tỷ 450. Căn 5 tỷ 250 thì diện tích ngang 5,5 m, sâu 15 m, và căn 5 tỷ 450 là ngang 6, sâu 15 m nha. Một khu nhà biệt thự đẳng cấp nhất quận 12 với cổng phía ngoài này được làm bằng sắt, rất là an toàn nha. Con đường hẻm vào thì nó rộng khoảng tầm 12 m, lòng đường khoảng tầm 8 m, và một bên chúng ta khoảng tầm 2 m rưỡi vỉa hè. Có trồng cây xanh cực kỳ mát rồi. Và khu nhà biệt thự này đã ở hết rồi nha. Một khu nhà biệt thự rất là đẳng cấp, cực kỳ sang. Hướng nhà là một bên là hướng đông nam, và một bên là một khu nhà rất đẳng cấp nha mọi người. Một bên là hướng bắc và một bên là hướng nam ạ. Một bên hướng bắc, một bên hướng nam nha mọi người. Một khu nhà cực kỳ đẹp luôn. Dân cư đã ở hết rồi nha. Chúng ta mua về đây thì cũng hợp lý. Giá bán này chúng ta vẫn còn thương lượng với trực tiếp với chủ nhà nha mọi người. Một khu nhà cực kỳ đẳng cấp luôn. Rất sang trọng và sơn màu trắng làm đồng bộ giống nhau. Nhà mình đã có sổ hồng hoàn công và sổ riêng từng căn rồi. Chúng ta chỉ việc về ở thôi, không cần phải làm thêm gì cả. Đây, ta sẽ đến với một căn nhà ở giữa khu này. Một căn nhà ngang 6, sâu 15 m, và được xây dựng với kết cấu 1 trệt 2 lầu. Căn nhà này sẽ có gara ô tô, khu vực phòng tiếp khách dưới, một phòng bếp và một phòng ngủ cho người già. Phía trên chúng ta có 3 phòng ngủ và 4 toilet, khu vực phòng thờ và sân thượng phía trước để phơi đồ. Có nguyên phòng giặt ở phía bên hông luôn. Nhà mình thì đang được chào giá bán là 5 tỷ 450 nha. Giá này vẫn còn thương lượng với những quý vị nào thiện chí mua. Hướng nhà là hướng Bắc Tây Bắc nha mọi người. Giữa hai hướng
hướng Bắc và hướng Tây Bắc, phù hợp với mọi cửa hàng luôn. Căn nhà này chúng ta sẽ có một lớp cống sắt phía ngoài, cực kỳ chắc chắn nha. Đây sẽ là khu vực đậu xe hơi này. Khoảng gara ô tô thì dài được khoảng tầm 5,5 m. Chúng ta có thể đậu được thoải mái các loại xe hơi. Bên hông này chúng ta có một khoảng sân để đậu xe gắn máy nha. Nhà mình đang ở căn nhà rất là đẳng cấp luôn. Đây, sẽ có một bộ cửa gỗ đỏ bên trong này. Một bộ cửa gỗ đỏ nguyên tấm luôn. Cửa dày 5 phân và được làm với chất liệu là gỗ đỏ cực kỳ cao cấp. Sàn ở khu vực tầng trệt sẽ được ốp sàn gạch bóng kính 80. Phía bên này chúng ta có thể bố trí là một phòng khách hoặc là phòng ngủ cho người già được này. Căn nhà này mới xây được 1 năm thôi, đang còn mới cứng luôn nha mọi người. Giá bán là 5,450 tỷ, vẫn còn thương lượng. Hướng nhà nằm giữa hai hướng nha, hướng Bắc và hướng Tây Bắc. Trong này sẽ là không gian phòng bếp. Khu vực phòng bếp của nhà mình làm bố trí rất rộng này. Tủ bếp vẫn được bố trí là gỗ đỏ. Có đèn và có quạt trần luôn. Tủ bếp hình L nha. Một căn biệt thự ngang tới 6, sâu 15 m. Giếng trời này. Đầy đủ các công năng sử dụng ở trong này. Và chúng ta cùng nhà bác Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1 nha. Cầu thang nhà mình được ốp đá hoa cương, đá kim sa và có trụ và tay vịn là gỗ đỏ. Chúng ta cùng di chuyển lên trên nha. Sẽ có một cái sảnh chờ ở đây. Có một cái sảnh chờ cho nhà mình. Phòng phía trước cực rộng luôn. Đây là phòng phía trước này. Nhà đang ở nha mọi người. Toilet luôn. Cửa vào phòng ngủ toàn bộ là cửa gỗ đỏ. Đây là phòng ngủ số 2 này. Nếu mà tính cả phòng phía dưới là phòng ngủ số 3 nha mọi người. Phòng rất rộng. Có cửa sổ ra phía dưới trời. Và nhà mình được tặng nội thất trong nhà nha. Chủ nhà bán sẽ tặng lại hết nội thất trong nhà cho cả nhà nhà mình. Chúng ta cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 4 và phòng thờ, cũng như là phòng giặt đồ sân thượng trước. Cửa toàn bộ là cửa gỗ đỏ hết luôn. Nội thất cao cấp. Đường trước nhà lên tới 12 m. Có trồng cây xanh. Thoải mái cho nhà mình trồng cây, trồng rau ở phía trước. Khu nhà biệt thự biệt lập rất cao cấp nha, giá tiền cũng rẻ so với giá thị trường rồi. Nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp luôn. Đây là phòng thờ nha mọi người. Phòng thờ của nhà mình này. Đây là khoảng sân thượng trước nhỏ nhỏ cho chúng ta trồng cây. Đây, khu nhà mình màu trắng hết, cực kỳ sang trọng luôn. Như y như khu Cityland nha mọi người. Rất đẳng cấp. Ở hết rồi, chỉ việc về thu xếp dọn đồ về thôi. Khu ở cực kỳ vui rồi. Bên này là phòng ngủ số 3 nha. Có máy lạnh LG. Phòng này anh chị ấy không có ở nha, chỉ để đồ thôi. Vợ chồng trẻ mới cưới, nợ ngân hàng nên là cần bán nhà. Giá này vẫn còn bớt nha. Phía bên này là phòng giặt đồ và sân phơi luôn. Đây. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý vị khách hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và đừng quên cho Hưng một lượt like kèm với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân với các bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.